24 лютого нам выпало. То есть они намерены перевести локальный конфликт? Ukraine will never be a victory for Russia. Cẩm Tú mến chào quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin tổng hợp tình hình giao tranh Nga-Ukraine ngày 7 tháng 3 của Báo Thanh Niên. Chương trình được phát trên các nền tảng của Báo Thanh Niên. Rất mong quý vị bấm like, đăng ký theo dõi cũng như ấn vào nút chuông để không bỏ lỡ những tin tức nóng hổi được chúng tôi cập nhật liên tục. Thưa quý vị, theo cập nhật mới nhất của Bộ Tổng tham mưu các lực lượng vũ trang Ukraine, Nga đã thực hiện 50 cuộc không kích và 5 cuộc tấn công bằng tên lửa trong đêm và lực lượng Ukraine đã đẩy lùi 37 cuộc tấn công ở khu vực xung quanh Bakhmut. Như quý vị đã biết, thị trấn ở tỉnh Donetsk này hiện là trọng tâm chiến sự nơi xảy ra những trận giao tranh khốc liệt nhất. Các bản đồ do Viện Nghiên cứu Chiến tranh Mỹ ESV công bố theo dõi các chuyển động trên bộ của lực lượng Nga tính đến hôm 7 tháng 3 cho thấy Moscow đã kiểm soát được 40% Bakhmut sau một chiến dịch đã kéo dài từ mùa hè năm ngoái đến nay. Còn hãng tin TASS dẫn lời một vị cố vấn cho các nhà lãnh đạo do Nga bổ nhiệm ở khu vực Donetsk cho biết Moscow đã kiểm soát khoảng một nửa Bakhmut. Ukraine hôm 6 tháng 3 cho biết quân đội nước này vẫn đang cầm cự trong một cuộc chiến tàn khốc để giành lấy Bakhmut. Thành phố ở miền đông hiện đã trở thành mục tiêu chính của Nga và được cả hai bên xem là mặt trận quan trọng. Bộ chỉ huy Ukraine ở Bakhmut gọi trận chiến này là địa ngục. Người phát ngôn của một lữ đoàn Ukraine hoạt động gần Bakhmut cho biết các cuộc tấn công gần như liên tục của Nga cho đến nay đã thất bại. Rõ ràng là đối phương đang phải đối mặt với tình trạng thiếu đạn dược, nhưng vẫn còn một ít. Quân Nga muốn phá hủy cơ sở hạ tầng, đường tiếp tế và tiếp cận các vị trí của chúng tôi, nhưng lại không có đủ nguồn lực để làm điều đó. Với hàng ngàn quả đạn bắn ra hàng ngày, dọc theo mặt trận miền đông và miền nam Ukraine, chiến sự đã làm cạn kiệt nguồn dự trữ pháo binh của cả hai bên. Các đồng minh châu Âu của Kiev đang thực hiện một thỏa thuận để mua thêm đạn dược cho cuộc xung đột. Nguồn cung đạn dược cạn kiệt cũng đã gây ra sự rạn nứt ngày càng sâu sắc giữa ông trùm nhóm quân sự tư nhân Wagner, Yevgeny Prigozhin và quân đội Nga. Ông Prigozhin cáo buộc các quan chức Bộ Quốc phòng Nga đã không cung cấp đủ đạn dược cho lực lượng của ông đang chiến đấu ở Bakhmut. Tuy nhiên, Bộ Quốc phòng Nga đã bác bỏ cáo buộc của ông Prigozhin. Hôm 6 tháng 3, ông Prigozhin cho biết đại diện của ông đã không được vào tổng hành dinh chiến dịch của Nga. Bộ Quốc phòng Nga chưa có phản ứng. Trong khi Nga đã đạt được những lợi thế trong những tuần gần đây, Moscow cho biết việc chiếm Bakhmut sẽ là một bước đệm để giành quyền kiểm soát toàn bộ vùng Donbass. Tuy nhiên, Mỹ hôm 6 tháng 3 nhận định rằng ngay cả khi Nga thành công trong việc chiếm Bakhmut, thì điều đó không chắc sẽ tạo động lực cho Moscow trong cuộc xung đột. Phát biểu với các phóng viên ở Trung Đông, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin cho biết Bakhmut mang nhiều giá trị biểu tượng hơn là giá trị tác chiến hay chiến lược. Báo Bild của Đức hôm 6 tháng 3 dẫn nguồn giấu tên trong chính quyền Ukraine tiết lộ Tổng thống Volodymyr Zelensky và Tổng tư lệnh quân đội Valery Zaluzhny đang xảy ra bất đồng về quan điểm khác biệt hoàn toàn về tình hình tại Bakhmut. Theo bài báo này, tướng Zaluzhny đã đề xuất rút lực lượng Ukraine khỏi Bakhmut từ vài tuần trước, cho rằng thành phố có ít giá trị chiến lược và không tác động nhiều đến cục diện chiến trường. Trong khi đó, thì Tổng thống Zelensky cùng các quan chức trong chính phủ cho rằng cần cố thủ ở Bakhmut nhằm cầm chân và gây thiệt hại tối đa cho quân đội Nga, đồng thời ngăn những trận đánh tương tự tái diễn ở nơi khác. Báo Bild dẫn các nguồn tin trong quân đội Ukraine nói rằng tướng Zaluzhny đang hướng đến mục tiêu đánh bại lực lượng Nga về lâu dài và tìm cách bảo tồn lực lượng hết mức có thể, dẫn đến tranh cãi với Tổng thống Zelensky về tình hình Bakhmut. Không ít binh sĩ Ukraine cho rằng lệnh rút quân đáng lẽ phải được đưa ra từ lâu. Tuy nhiên, ngay sau khi xuất hiện thông tin bất lợi này, thì vào tối qua 6 tháng 3, trong bài phát biểu thường kỳ, Tổng thống Zelensky cho biết các lãnh đạo quân đội vẫn nhất trí tăng cường lực lượng phòng thủ cho Bakhmut. Ông Zelensky cũng ám chỉ những thông tin về việc Ukraine rút quân khỏi Bakhmut là thông tin sai lệch từ những người không được tham dự các cuộc họp quyết định. Theo Reuters, Bộ Tổng tham mưu các lực lượng vũ trang Ukraine vào cuối ngày 6 tháng 3 nói rằng thành phố Bakhmut ở miền đông và các khu vực xung quanh đang bị tấn công liên tục vì đối phương bất chấp tổn thất. Cũng trong ngày 6 tháng 3, CNN dẫn lời một quan chức quân sự NATO giấu tên cho rằng tỷ lệ tổn thất binh sĩ giữa quân đội Nga và quân đội Ukraine tại mặt trận Bakhmut chênh lệch đến gấp 5 lần. Vị quan chức này nói với CNN rằng đó là ước tính dựa trên thông tin tình báo của Liên minh và nói thêm rằng Ukraine cũng đã chịu tổn thất đáng kể ở tiền tuyến Bakhmut. Sau khi lực lượng Nga giành được những bước tiến ở Bakhmut trong những tuần gần đây, trong giai đoạn đỉnh điểm của cuộc tấn công mùa đông, quân đội Ukraine cũng đã củng cố vị trí ở phía tây Bakhmut dường như để chuẩn bị cho một cuộc rút lui có thể diễn ra. Tuy nhiên, vào khuya 6 tháng 3, Tổng thống Zelensky nói rằng tại một cuộc họp của các quan chức quân sự hàng đầu, ông đã hỏi chỉ huy của nhóm phụ trách khu vực và Tổng tư lệnh các lực lượng vũ trang Ukraine về phương hướng sắp tới.
Cả hai vị tướng đều đáp lại là không rút lui mà tăng cường hệ thống phòng thủ của Ukraine. Tôi đã nói với Tổng tư lệnh tìm lực lượng thích hợp để giúp những người của chúng tôi ở Bakhmut. Hiện chưa có thông tin về phản ứng của Nga đối với những tuyên bố mới do phía Ukraine đưa ra, cũng như đánh giá tổn thất như trên của vị quan chức quân sự NATO. Theo thông tấn xã TASS của Nga, vào ngày 2 tháng 3, ông Konstantin Gavrilov, người đứng đầu phái đoàn Nga tại cuộc đàm phán về an ninh quân sự và kiểm soát vũ khí ở Viên, nói rằng các lực lượng Nga đang tiến quân và Bakhmut chắc chắn sẽ bị kiểm soát trong tương lai gần vì vòng vây đang khép lại. Động thái mới nhất liên quan Bakhmut của Tổng thống Volodymyr Zelensky có thể mâu thuẫn với tình hình thực địa, theo báo The Guardian. Ông Michael Kaufman, giám đốc nghiên cứu tại tổ chức tư vấn CAN của Mỹ, hôm 5 tháng 3 nhận định rằng việc tiếp tục bảo vệ Bakhmut không mang lại lợi thế cho Ukraine, mà còn gây tiêu hao cho chính lực lượng của Kiev trước kế hoạch phản công trong những tháng tới. Trong khi đó, thì ông Yevgeny Prigozhin, lãnh đạo công ty quân sự tư nhân Wagner cho biết, Ukraine đã thành lập và huy động ít nhất 3 lữ đoàn để tăng cường lực lượng phòng thủ Bakhmut. Và như chúng ta cũng đã biết, thì lực lượng Wagner hiện đang tham gia với vai trò chủ công trong cuộc tấn công của Nga ở Bakhmut. Ông Prigozhin hôm 6 tháng 3 tuyên bố các lực lượng vũ trang Ukraine sẽ chiến đấu đến cùng và các tay súng Wagner cũng sẽ phải hoàn thành nhiệm vụ của mình cho đến cùng. Ông Prigozhin kêu gọi các đơn vị quân đội Nga hiệp đồng chặt chẽ, ngăn chặn lực lượng tăng viện Ukraine đánh thọc sườn các mũi tấn công của Wagner. Lãnh đạo Wagner trước đó tuyên bố Bakhmut gần như đã bị bao vây và ước tính quân đội Ukraine còn khoảng 10.000 binh sĩ cố thủ tại đây. Giới chức Ukraine chưa bình luận về phát biểu của ông Prigozhin. Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ mới đây cũng đã đưa ra bình luận về khả năng Kiev thất thủ ở Bakhmut. Và cụ thể ra sao thì Cẩm Thu xin mời quý vị cùng theo dõi. Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin ngày 6 tháng 3 cho biết thành phố Bakhmut ở miền đông Ukraine quan trọng về mặt biểu tượng hơn là về mặt tác chiến, và việc Kiev thất thủ ở đây không hoàn toàn có nghĩa là Moscow sẽ giành lại được thế chủ động trong xung đột đã kéo dài hơn một năm. Trận chiến giành Bakhmut đã diễn ra trong 7 tháng qua. Trước chiến sự, nơi đây có dân số khoảng 70.000 người, nhưng hiện đã bị tàn phá nặng nề. Nếu Nga giành được thành phố, đây sẽ là thắng lợi lớn đầu tiên của Moscow trong cuộc tấn công mùa đông tốn kém. Ông Austin nói với các phóng viên tại Jordan, điểm dừng chân đầu tiên của ông trong chuyến thăm ba nước Trung Đông rằng "Tôi nghĩ nó mang nhiều giá trị biểu tượng hơn là giá trị chiến lược và tác chiến", theo Reuters. Việc Ukraine thất thủ ở Bakhmut không hoàn toàn đồng nghĩa với việc Nga thay đổi cục diện cuộc chiến này. Lãnh đạo Lầu Năm Góc nói, đồng thời cho biết ông sẽ không dự đoán liệu Bakhmut có thể thất thủ hay không. Ông Austin cũng nói rằng nếu các lực lượng Ukraine quyết định tái bố trí ở phía tây Bakhmut, ông sẽ không coi đó là một thất bại chiến lược. Pháo binh Nga đã bắn phá những con đường cuối cùng dẫn ra khỏi Bakhmut nhằm hoàn thành việc bao vây thành phố. Song ông Yevgeny Prigozhin, người sáng lập tổ chức đánh thuê Wagner, lực lượng dẫn đầu của tấn công của Nga tại Bakhmut cho biết đội quân của ông đang không được Moscow cung cấp đạn dược như đã cam kết trước đó. Ông Yan Gajin, cố vấn của lãnh đạo Cộng hòa Nhân dân Donetsk tự xưng, hôm nay tuyên bố lực lượng Nga đang kiểm soát nhiều khu vực tại Bakhmut, biến nơi này thành nồi hầm với nhiều đơn vị quân đội Ukraine. Ông Gajin nói nhiều đơn vị quân đội Ukraine đang phải chia nhỏ để tìm đường thoát khỏi Bakhmut bằng tuyến đường duy nhất còn lại ở phía tây thành phố. Tờ Wall Street Journal mới đây nhận định, mục tiêu của công ty quân sự tư nhân Nga Wagner ở Bakhmut dường như không chỉ là giành quyền kiểm soát thành phố chiến lược này, mà còn để bào mòn lực lượng Ukraine. Tờ báo Mỹ bình luận rằng kế hoạch trên dường như đã có hiệu quả nhất định vì sau nhiều tháng giao tranh giằng co, Ukraine đã thiệt hại một phần lực lượng mà họ có thể sử dụng trong chiến dịch phản công mùa xuân. Ngược lại, ông Mykhailo Podolyak, cố vấn của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky hôm 6 tháng 3 giải thích rằng Ukraine có hai mục tiêu chính khi bám trụ ở Bakhmut, đó là kìm chân quân Nga nhằm có thêm thời gian bổ sung lực lượng và gây tổn thất nhiều nhất có thể cho phía Nga. Ông khẳng định cả hai mục tiêu này đều đã đạt được. Và thưa quý vị, trong một thông tin khác, Ngoại trưởng Trung Quốc Tần Cương trong cuộc họp báo đầu tiên với tư cách là Bộ trưởng Ngoại giao cho biết quan hệ Mỹ-Trung đang hướng tới xung đột không thể tránh khỏi nếu Washington không thay đổi cách tiếp cận. Ông Tần đã quy trách nhiệm cho Washington về mối quan hệ song phương đang ngày càng xấu đi. Ông nhắc đến sự cố với các quả khinh khí cầu và vấn đề Đài Loan cũng như xung đột Ukraine. Ngoại trưởng Trung Quốc cho rằng cuộc xung đột ở Ukraine dường như được thúc đẩy và kéo dài bởi một bàn tay vô hình. Hãng Reuters ngày 7 tháng 3 dẫn lời Ngoại trưởng Trung Quốc Tần Cương nói rằng khủng hoảng Ukraine dường như bị một bàn tay vô hình tác động, thúc đẩy sự kéo dài và leo thang của cuộc xung đột. Bàn tay vô hình đang dùng khủng hoảng Ukraine để phục vụ cho những mưu đồ địa chính trị nào đó.
Ông Tần phát biểu bên lề cuộc họp Quốc hội thường niên ở Bắc Kinh, đồng thời kêu gọi các bên bắt đầu đối thoại trong thời gian sớm nhất. Ông phát biểu, mâu thuẫn, cấm vận và áp lực sẽ không giải quyết vấn đề. Quá trình hòa đàm nên bắt đầu trong thời gian sớm nhất và những quan ngại an ninh hợp pháp của tất cả các bên nên được tôn trọng. Nhà ngoại giao nhắc lại quan điểm của Bắc Kinh về chiến sự tại Ukraine trong bối cảnh căng thẳng gia tăng giữa Trung Quốc và Liên minh châu Âu-EU. Liên minh này đã tỏ ra nghi ngờ sự chân thành của Trung Quốc trong vai trò trung gian. Trong cuộc họp báo được tổ chức lần đầu kể từ khi ông Tần trở thành ngoại trưởng vào tháng 12 năm 2022, nhà ngoại giao này còn khẳng định Trung Quốc không cung cấp vũ khí cho bên nào trong xung đột tại Ukraine. Trước đó, giới chức Mỹ cảnh báo về hậu quả nếu Trung Quốc gửi viện trợ mang tính sát thương cho Nga. Ngoại trưởng Tần Cương nhấn mạnh, Trung Quốc không phải là một bên trong khủng hoảng và không cung cấp vũ khí cho bên nào trong xung đột. Vậy dựa trên cơ sở nào để đổ lỗi, trừng phạt và đe dọa Trung Quốc? Điều này là hoàn toàn không thể chấp nhận được. Theo The Guardian, trong cuộc họp báo, Ngoại trưởng Tần Cương cho biết Bắc Kinh phải tăng cường mối quan hệ với Moscow trước sự thù địch của Washington. Và thưa quý vị, Cơ quan An ninh Liên bang Nga FSB hôm 6 tháng 3 cho biết đã phá âm mưu đánh bom xe nhằm ám sát tỷ phú Konstantin Malofiev, chủ tập đoàn truyền thông Skatgrad. FSB cáo buộc thủ phạm đã hành động dưới sự kiểm soát của Cơ quan An ninh Ukraine. Đài RT ngày 6 tháng 3 dẫn thông báo của Cơ quan An ninh Liên bang Nga FSB cho biết đã phá âm mưu đánh bom xe nhằm ám sát tỷ phú Konstantin Malofiev, chủ tập đoàn truyền thông Sagarab. FSB công bố một đoạn video được cho là quay lại kế hoạch ám sát, trong đó một người đã gài quả bom vào xe của ông Malofiev. Chiếc xe sau đó được đưa vào vị trí an toàn và đội chuyên gia đã tháo quả bom ra khỏi xe. FSB không nói vụ việc xảy ra khi nào. Trong thông báo cùng ngày, ông Malofiev cho biết vẫn bình an vô sự. Để trả lời nhiều cuộc gọi lo lắng từ bạn bè và người quen, tôi xin thông báo là nhờ Chúa tôi vẫn bình thường, không ai bị thương. TASS trích thông báo của ông Malofiev trên Telegram. FSB cáo buộc người tên Denis Kapustin đã đạo diễn âm mưu này. Ông Kapustin bị cho là cầm đầu tổ chức gọi là Quân đoàn Tình nguyện Nga và đã hành động dưới sự kiểm soát của Cơ quan An ninh Ukraine SBU. Nhóm của Kapustin tuần trước tuyên bố thực hiện cuộc tấn công tỉnh Bryansk của Nga theo chỉ đạo của Ukraine, nhưng chính quyền Kiev bác bỏ mọi liên quan đến nhóm này. Kapustin là công dân Nga, sinh năm 1984 và được cho là đang ở Ukraine. Các nhà điều tra Nga đã mở vụ án hình sự đối với Kapustin theo luật liên quan khủng bố và vận chuyển chất nổ trái phép trong âm mưu ám sát ông Malofiev. FSB còn cho biết đã phá một âm mưu tấn công phá hoại của Kapustin nhắm vào cơ sở dầu khí của Nga tại vùng Volgograd hồi năm ngoái. Phía Ukraine chưa lên tiếng về vụ việc lần này. FSB so sánh âm mưu lần này với vụ ám sát nữ nhà báo Daria Dugina hồi tháng 8 năm 2022 gần Moscow. Nga đã cáo buộc Ukraine đứng sau hành động đó, nhưng Kiev phủ nhận. Ông Malofiev nói rằng ông hy vọng những người sát hại bà Dugina sẽ bị bắt giữ. Về phần mình, ông tuyên bố sự đe dọa và tấn công khủng bố sẽ không làm thay đổi quan điểm yêu nước của ông. Trong hội thảo tại Mỹ hôm 6 tháng 3, Tư lệnh Không quân Mỹ tại châu Âu, tướng James Hacker cho biết Ukraine đã nhận lượng nhỏ bom dẫn đường tầm xa JDAM-ER giúp cho nước này có thêm phương án tấn công tầm xa bên cạnh pháo phản lực Hamas. Tướng Hacker cho hay bom JDAM-ER có tầm bay tối đa 72 km khi thả từ độ cao và tốc độ lớn, trong khi những quả JDAM thông thường có tầm bay chỉ 24 km. Ở chiều ngược lại, Nga dường như cũng đã tung loại bom lượng tầm xa của mình vào cuộc xung đột ở Ukraine. Theo trang tin Defense Express của Ukraine, đã ghi nhận bom UPAB-1500B được dùng để tấn công cách đây vài tuần. Loại bom đặc biệt này được thiết kế để tấn công các mục tiêu kiên cố trên mặt đất ở khoảng cách lên đến 40 km. Theo nguồn tin mới của Defense Express, Nga đã sử dụng bom lượn 1500kg UPAB-1500B mới ở chiến trường Ukraine. UPAB-1500B lần đầu tiên ra mắt tại Nga trong triển lãm hàng không vũ trụ quốc tế MAX năm 2019. Theo nguồn tin độc quyền của Defense Express, loại vũ khí này lần đầu tiên được ghi nhận trong một cuộc không kích cách đây vài tuần ở Chernihiv, một trong những mảnh vỡ còn sót lại các dấu hiệu tương ứng với UPAB-1500B. Loại bom này được thiết kế để tấn công các mục tiêu trên mặt đất được bảo vệ nghiêm ngặt ở khoảng cách lên đến 40 km. Nặng 1.525kg UPAB-1500B mang đầu đạn nổ mạnh xuyên bê tông HE nặng 1.010kg kết hợp với bộ phận điều hướng kết hợp và ngoài nổ tiếp xúc với 3 chế độ hẹn giờ.
UPAP-1500BE dài 5,05m và có đường kính 0,4m. Bom có thể được thả từ độ cao lên đến 15km ở phạm vi lên tới 50km với độ lệch mục tiêu trong vòng 10m. Phát biểu tại MAX 2019, Tổng Giám đốc khu vực GNPP Igor Krylov cho biết UPAP-1500BE đã vượt qua các cuộc thử nghiệm cấp nhà nước. Các hệ thống này đang được chuyển giao cho quân đội và các hợp đồng xuất khẩu đầu tiên đã được ký kết. Theo hãng tin Reuters, dẫn một nguồn tin cấp cao của chính phủ Ukraine hôm 7 tháng 3 cho biết Kiev đã bắt đầu đàm phán trực tuyến với các đối tác về việc mở rộng sáng kiến ngũ cốc Biển Đen nhằm đảm bảo Kiev có thể tiếp tục phân chuyển ngũ cốc ra thị trường toàn cầu. Nguồn tin cho biết Ukraine đã không tổ chức các cuộc thảo luận với Nga, quốc gia đã phong tỏa các cảng Biển Đen của Ukraine sau cuộc xung đột vào năm ngoái, nhưng Kiev hiểu rằng các đối tác của họ đang đàm phán với Moscow. Theo nguồn tin giấu tên, tình hình đàm phán khá phức tạp và phụ thuộc phần lớn vào các đối tác. Sáng kiến ngũ cốc ở Biển Đen do Liên Hiệp Quốc và Thổ Nhĩ Kỳ làm trung gian vào tháng 7 năm ngoái và đã được gia hạn vào tháng 11, nhưng thỏa thuận này sẽ hết hạn vào ngày 18 tháng 3, trừ khi có sự đồng ý gia hạn. Và thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin tổng hợp tình hình giao tranh Nga-Ukraine ngày 7 tháng 3 của Báo Thanh Niên. Cẩm Tú chân thành cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Những diễn biến mới nhất về xung đột Nga-Ukraine sẽ được chúng tôi tiếp tục cập nhật trong các bản tin tiếp theo. Rất mong quý vị bấm like, đăng ký kênh YouTube của Báo Thanh Niên cũng như là ấn vào nút chuông để không bỏ lỡ những tin tức nóng hổi của chúng tôi. Còn bây giờ, Cẩm Tú xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị. Hãy bấm đăng ký kênh Điểm Nóng Toàn Cầu và nhấn nút chuông để dòng thời sự thế giới luôn sôi động trên màn hình của bạn. Điểm Nóng Toàn Cầu, video mới nhất về thời sự thế giới từ Báo Thanh Niên.